À, chào các bạn. Như có một số cái yêu cầu đề nghị với mình rằng cách làm một công tắc cửa như thế nào cho đơn giản, gọn nhẹ. Mình xin giới thiệu các bạn một cái view clip để giới thiệu cách làm nó như thế nào cho đơn giản, gọn nhẹ cho mình. Như chúng ta đã biết là hiện nay thì trên thị trường của chúng ta cũng có một số mạch làm công tắc cửa. Mỗi một mạch có một cái những cái ưu điểm riêng và một khuyết điểm riêng, nhưng tuy nhiên ở bên mình sẽ chọn lựa những cái phương án mà tối ưu nhất cho các bạn, để các bạn làm cho nó gọn nhẹ hơn so với những cái mạch thông thường. Thì như các bạn đã biết thì công tắc cửa có rất nhiều loại, có những cái bạn ở ngoài miền ngoài họ chế cơ cũng được, chế nói chung chế gì phương pháp nào cũng được, miễn sao cái máy hoạt động tốt để chúng ta có thể là lấy tiền của khách hàng hoặc là một chi phí lợi nhuận cao, đó là do chúng ta. Tuy nhiên mình cũng nói với các bạn rằng một điều rằng là làm gì thì làm nhưng mà vẫn phải bảo đảm cho tốt cho khách hàng là cái tiêu chí đầu tiên nhất của mình. Các bạn nên nhớ rằng để làm một con tắc cửa của máy giặt Toshiba loại này thì chúng ta cần có như hai một hai ba bốn tổng cộng là 5 con điện trở, 1 con diode, 1 con transistor và 1 cái relay, 2 con tụ hoa tụ và 1 con tụ bi 104. Như vậy thì chúng ta mạch công tắc của chúng ta, nếu chúng ta mua tổng cộng chi phí cho cái mạch này khoảng chừng 6.000 đồng. Ở chợ Nhật Tảo chúng ta cũng có bán những cái linh kiện này, và ở chợ trời ngoài miền Bắc của các bạn cũng có bán những cái con linh kiện này. Rồi các bạn thấy rõ ràng là ở đây chúng ta theo ứng dây mạch chúng ta gồm có 2 con IC, 5 con điện trở và 1 con diode. Và diode thì là lỗi gì thì chúng ta chưa có quan tâm tới đúng ha. Và đây là 2 con tụ, à và có thiếu 1 con tụ bi, chúng ta lấy thêm 1 con tụ bi các bạn ha. Vậy chúng ta đã hoàn thành một cái vấn đề linh kiện. Như các bạn đã biết rằng ở trên cái mạch này thì nó bao gồm 2 phần, chúng ta sẽ lắp từ phần trước các bạn xem ha. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp mạch trước đây, chúng ta sẽ lắp mạch 3 số 5 trước thì các bạn ha. Số 5, 3 số 5 thì chúng ta sẽ bắt như thế nào? 2 con điện trở. À, chúng ta sẽ gắn mẫu hàng, à, cái mẫu hàng là mất tiêu rồi đây. Rồi chúng ta sẽ tiến hành là đầu tiên thì chúng ta sẽ gắn 2 con điện trở trước các bạn ha. Chúng ta sẽ gắn là chân 2 nối chân 4, chân 6 nối với chân 8, à, cái đó vị trí đầu tiên quan trọng. Chúng ta làm sao càng gọn nhẹ càng tốt ha các bạn ha. Chân 2 nối chân 6, chân 4 nối chân 8, các bạn cứ làm theo hướng dẫn của mình làm rất là từ từ chậm rãi, các bạn có thể làm theo mình. Chân 2 chúng ta sẽ nối chân 4, chân 6 nối chân 8. Mình là sẵn làm cái video clip này để dành cho các bạn học nghề bên mình có thể cũng tự tự làm được các bạn ha, không phải nhất thiết mà làm gọn nhẹ. Chúng ta thử xem chân 2 nối chân 4, chân 2 nối với chân 6, 48 đây. Theo một con IC thì các bạn thấy cái điểm khuyết này là bên đây thì bắt đầu đây kia là chữ số 1 2 3 4 5 6 7 8. Chữ 2 chúng ta nói với chữ 6 mà okay. Chúng ta sẽ hàng cho các bạn ha.
Nói chung làm công tắc cửa này mình thấy một số bạn cũng có những cái công tắc cửa của tự chế, nhưng mà mình thấy cái mặt này mình rút kết là cái mặt này nó rất là nhỏ gọn, rất là dễ làm cho các bạn, cho nên là mình hướng dẫn các bạn làm. Chứ thật ra ở trên thị trường chúng ta có rất là nhiều mặt sơ đồ công tắc cửa để chúng ta lựa chọn, để chúng ta làm phương án tốt nhất, nhưng đây vẫn là cái phương án lựa chọn của bên mình chỉ cho các bạn. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là giá thành nó vô cùng rẻ, rất rẻ các bạn, chỉ có mấy ngàn chúng ta có thể làm công tắc cửa, chứ không chúng ta đi mua những công tắc cửa mới thì vô cùng mắc tiền đó. Cái quan trọng là như vậy chứ không không được gì cả. Như các bạn biết thì anh em thợ chúng ta có một thói quen là làm khách hàng thì tiền bao nhiêu cũng được, nhưng mà cái điều quan trọng là cái giá thành bỏ ra vật tư mắc quá anh em cũng không chịu. Là chương 2 nói với chương nói 6, bây giờ chúng ta còn chương 4 nói chương 8 nữa, chúng ta nói nốt luôn. Đây, chương 4 nói chương 8. Làm thì nó cũng không khó các bạn chỉ cần chú ý theo cái bước của mình thì các bạn cũng sẽ làm được thôi nha các bạn ha. Và mỗi bạn học ở đây đều phải thực tập làm những công tắc cửa này cả, không ai được không làm cả. Tại vì mình hướng dẫn cho các bạn kiếm, mong các bạn đi về làm kiếm tiền, cho nên là tất cả các bạn học trò ở đây 100% đều phải làm bo mạch này cả. Mình làm rất chậm nha các bạn, mình không làm tệ như nông thông thường của mình làm đâu, mình làm rất chậm chạp để cho các bạn xem. Và các bạn học ở đây có thể là cũng có thể dịp xem cái video clip này. Như là chúng ta đã nói được chương 2 với chương chương 2 nói với chương 6 và chương 4 nói chương 8. Như vậy chúng ta có hai con điện trở nữa các bạn ha. Còn chương 2 nói với chương 7. Chương 2 nói với chương 7 và chương 4 nói với chương 7. Chúng ta làm chương 2 nói với chương 7 trước. Đây, chương số 2 nói với chương số 7. Các bạn thấy không? 2 nói với 7. Dạ, chừng 4 nói chừng 7.
Như vậy là chúng ta làm được cái khối chân 2 nối chân 7, chân 4 nối chân 7 và nó thêm một con trụ nữa các bạn ha. Chúng ta hàng con trụ luôn. Đó là chân 2 nối với chân 4. 2 nối 4 chân 2 sẽ là chân âm, chân 4 sẽ là dương. Các bạn thấy không? Đây, chúng ta như đây. Đây chân 2, chân 4. Các bạn nào có sơ đồ thì chụp lại cái sơ đồ ngay từ đầu, chúng ta để kế bên để khi mình làm tới đâu các bạn sẽ xem tới đó các bạn ha. Chứ ở đây thì cái máy quay chỉ có thể quay cái tay của mình thôi, chứ không thể nào mà vừa quay cái đó vừa quay cái video cái hình trên máy tính và đồng thời quay luôn cái cách mình làm. Các bạn chú ý ha, chúng ta hàng vô thôi. Cái này cũng phải đòi hỏi có sự một sự khéo léo chút xíu về tay chân nữa các bạn, nên làm các bạn mà khổ nhất là các bạn đi học mà các bạn hơi run tay là chờ cái chuyện đó nó rất là khó, tại khi run tay chúng ta làm rất là khó khăn trong vấn đề này. Hiện nay thì bên bạn của mình là bên bên Khang thì cũng có bán những cái công tắc cửa, nói chung thì tùy các bạn có thể là làm hoặc là các bạn có thể mua thì tùy theo cái khả năng tài chính của mình thôi. Nhưng mà đi học thì chúng ta làm thì chúng ta cũng sẽ đỡ nhiều một số vấn đề chi phí, chúng ta sẽ đỡ, còn không thì các bạn cứ việc mua. Vậy những cái chân chúng ta đấu rồi thì chúng ta sẽ cắt bỏ bớt nó đi cho nó ngắn gọn bớt cái mặt. Ở đây mình làm rất là chậm rãi nha các bạn có thể là theo dõi để chúng ta làm từ từ nha các bạn ha. Ở đây mình không có làm lẹ, mình nói các bạn là mình làm rất chậm. Và như vậy chúng ta đã có được một cái khối này rồi. Đây các bạn xem, chân 2 nối chân 4, chân 6 nối chân 8 và hai con điện trở nối vào nha các bạn ha. Ok, chúng ta sẽ tiếp cái khối thứ hai. Cái khối thứ hai thì chúng ta cũng có đi xe, chút nữa chúng ta sẽ nối hai khối này lại với nhau các bạn. Ok, cái khối thứ hai thì chúng ta sẽ những con IC chúng ta sẽ bỏ một số chuyện đi, bỏ một số chuyện đi. PC chúng ta sẽ bỏ một số chuyện đi, các bạn thấy rõ ràng là chân chân khi các bạn coi thì các bạn sẽ coi được, sẽ thấy được điểm này, nhưng mà mình sẽ làm thôi chứ mình không có quay lại cái mặt các bạn ha. Chúng ta sẽ bỏ chân 9, 10, 11, 12, 9, 8 đây, 8 đây, 9, 10, 11, 12, chúng ta sẽ bỏ 4 chân cuối, chúng ta cắt đi cho nó gọn cái mặt. Rồi, ở dưới thì chúng ta sẽ cắt bỏ đi là 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây chúng ta còn lại một số chân thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đấu. Đầu tiên chúng ta sẽ đấu là một con Rios từ chân 1 cho đến chân 15, 1 15 đây, 1 15. Nhớ bạn nhớ là đầu Rios quay lên chân số 15 nha. 1 15. Một mười lăm và tiếp theo chúng ta sẽ đấu gì nữa các bạn ha.
là chúng ta sẽ đấu tiếp là điện trở. Hai con điện trở là chân 8 và chân 15. Chúng ta đấu điện trở chân 8 và chân 15. À, đây, chân 8 và chân 15, 1, 8 và 15. Hiện nay trên cái những cái video clip của mình có những cái comment rất là nhiều comment mà chẳng biết tại sao họ ganh ghét hay thù địch như thế nào, chẳng biết cứ nói ngài cứ đi nói xấu người khác, chẳng hiểu tại sao, đúng là cộng đồng mạng thôi. Nhưng mà mình cũng mong các bạn rằng khi xem những cái video clip của mình chia sẻ, các bạn nên có một thái độ tích cực, đó là chỉ có những người thật sự thì họ mới có thể quay những cái video clip này cho các bạn để các bạn xem và các bạn tham khảo để các bạn có thể là học hỏi thêm. Chứ còn thật ra cứ xâu xé nhau, đầu đá nhau chẳng làm được thật sự gì cả cả các bạn. Mà những người đó cũng ngộ, cái tối ngày làm cái những cái trò như thế nào. Rồi nói những cái clip nói về mình là học trò của ai này kia, cái đó đâu cần thiết cái chuyện đó. Cái quan trọng là mình dạy cho các bạn như thế nào để các bạn làm được. Chúng ta vẫn biết rằng là trong xã hội chúng ta thì sau một thời gian ai cũng có sự phát triển, thì họ phát triển thì chuyện bình thường thôi, đâu có gì đâu mà các bạn phải quan tâm mình có là học trò ai hay là sư phụ mình là ai. Cái chuyện đó các bạn đâu cần quan tâm, cái quan tâm là mình dạy các bạn như thế nào để các bạn về các bạn làm được, các bạn kiếm tiền rất quan trọng. Còn các bạn mình dạy rất là chậm, nhưng mà những cái clip này mình hướng dẫn rất là chậm các bạn không. Khi mà các bạn có được những giá trị linh kiện này của mình cung cấp thì các bạn có thể ngồi tự làm được. Nhưng các bạn làm không được là do các bạn dở chứ không phải là do mình dở. Các bạn rõ ràng mình làm rất chậm, nãy giờ các bạn thấy có mình có giấu một cái thao tác nào không? Chẳng có thao tác nào để giấu các bạn cả, làm rất chậm rãi. Các bạn làm không được là do các bạn quá dở chứ không phải là mình đi dở. Mà thấy rõ ràng mình đấu điện trở này, nãy giờ các bạn thấy rõ ràng mình có giấu một cái gì không? Hội học thì chúng ta đi học thì chúng ta nên cố gắng, tại vì tiền học của chúng ta rất là mắc, thì chúng ta phải bỏ công ăn ngày làm. Chúng ta đi học thì chúng ta phải cố gắng bằng mọi giá. Thứ nhất, thứ hai là nếu là học trò của mình thì các bạn khi mà gặp mấy khó khăn các bạn có thể alo gọi mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn làm. Mắc mớ gì mà các bạn phải lì phải phải lì phải đi, đi phản bội người thầy, nhiều cái rất là vô lý mà thôi kệ bà, mình cũng chẳng quan tâm. Cái quan tâm bây giờ là mình làm sao đào tạo những cái khóa càng ngày càng chất lượng, càng dài càng về sau này càng tốt hơn, đó là cái quan tâm nhất của mình. Còn các bạn có nói xấu, càng nói xấu mình bao nhiêu thì đó là chính là cái động lực để mình càng phát triển bao nhiêu. Tại vì khi các bạn nói xấu mình có động lực càng ngày càng tốt hơn để làm cho hoàn thành cái công việc của mình mong muốn. Các bạn nên nhớ rằng cái nghề này là cái nghề mình yêu thích từ lúc đam mê từ lúc nhỏ, và cái nghề cũng làm cho mình có cái kinh phí tốt, cho nên các bạn càng làm như thế nào thì mình càng mạnh như thế đó. Mình cũng chẳng quan tâm với vấn đề đó, cái quan tâm là làm sao cho tạo cái giới trẻ cho các bạn nói được phải làm được, cái đó mới là cái quan tâm nhất của mình. Chứ mình không giống như những cái trường nghề những cái gì đó mà không quan tâm, cứ làm cứ nói bằng lý thuyết suông không, chẳng làm được cái gì cả. Hiện nay là như vậy, cho nên mình cũng quan tâm các bạn là khi mà các bạn đi học nghề các bạn cần thiết là học những cái chỗ mình đi nhà mình thì ti dột nát nhỏ bé, nhưng cái quan tâm của mình là dạy các bạn làm được. Chứ còn các bạn đâu cần phải quan tâm cái chỗ mình ở dột nát hay gì, đâu cần chuyện đó, quan tâm là các bạn làm được kìa, cái đó mới là quan trọng. Một số comment cũng rất là vô vô duyên, tự nhiên cái nhà mình dột nát cũng đi ra là nói ngộ thật, không hiểu. Mình không quan tâm chuyện đó đâu, các bạn càng nói bao nhiêu mình càng, tại vì chính vì nhà mình dột nát nên mình cần phải làm những clip để hướng dẫn các bạn làm nhiều hơn, để mình có một cái chi phí nhiều hơn để mua cái nhà cho vợ cho con mình. Mình chẳng quan tâm cái chuyện bạn nói. Các bạn thấy nó này này, ở tới đây chúng ta sẽ đấu con tụ 104 vô như như cái sơ đồ hình vẽ các bạn ha. Đây,
chính là những cái con linh kiện chúng ta sẽ gói gọn ở trong đây tất cả, các bạn thấy rõ ràng không? Rất ok không? Bạn thấy rõ ràng chưa? Chúng ta sẽ gói gọn những cái linh kiện làm rất là nhỏ gọn. À, mình còn thiếu một con trụ nữa, mình gắn một con trụ cho các bạn xem. Con trụ nó sẽ mắc ở hai chân. Ở chân 16 và chân 15. Chân 15 nó sẽ là âm nha các bạn. Một ngày nào đó các bạn cũng phải giỏi hơn mình thôi, tại vì các bạn nên nhớ rằng Trường Giang mà người ta vẫn nói Trường Giang sống sau so sống trước, cho nên các nè, nếu các bạn nghiên cứu thành công thì các bạn nghiên cứu những cái phương án nào đó thành công hơn thì các bạn cũng sẽ một ngày đó các bạn cũng sẽ như mình, cũng sẽ kiếm tiền như mình thôi. Mình đâu quan tâm chuyện đó đâu, các bạn đừng quá ích kỷ trong cuộc sống. Nói mình là học trò này học trò kia, cái đó có quan tâm gì đâu. Cái quan tâm là bây giờ các bạn chọn một người thầy mà khi mà các bạn gặp nạn mà họ giúp được các bạn, cái đó mà quan trọng. Chứ còn các bạn chọn một người thầy mà tới chừng khi các bạn gặp nạn bỏ chạy thì thua. Các bạn đã thấy, các bạn có thể dùng bất cứ một số điện thoại nào cũng được, các bạn gọi tới cho mình đều hướng dẫn điều chỉ cho các bạn hết. Cái đó mới là cái quan trọng nhất trong cuộc sống của các bạn đó. Tại vì khi đó các bạn gặp nạn thì mình còn cứu được. Còn như một số chỗ thì các bạn đi học đi, gọi thì chuyện chỉ có máy bận thôi. Đó, mình không bao giờ làm những chuyện đó hết. Các bạn nào có thể thử dùng một số điện thoại bất kỳ gọi cho mình hỏi về một cái máy nào đó hư hỏng sửa như thế nào, mình đều trả lời hết. Còn cái nào mình không biết thì mình nói mình không biết. Như thôi, bình thường. Trong cuộc sống đâu ai mà tài giỏi đến nỗi mà cái gì cũng biết đâu. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành một cái mạch công tác, một cái phần thứ hai của công tắc cửa. Chúng ta thấy rõ ràng không? Tất cả các giá trị mình đã lắp lên hết rồi các bạn. Chúng ta sẽ ghép hai mạch lại với nhau ha các bạn ha, ghép hai mạch với nhau. Thì các bạn biết khi mà ghép hai mạch lại với nhau thì chân 8 với chân 16 sẽ là chân cấp nguồn, sẽ là chân trục. Chúng ta sẽ ghép lại hai là chân trục 8 và 16 các bạn ha, 8 và 16. Đây, 8 và 16 cũng là chân. Và nó chỉ có một chân chung, và chân số 3 nó sẽ nối với lại chân số 14. Chân 3 bên đây. Đây, chân 3 đây sẽ nối với chân số 14 bên đây. Nói chung là hai thằng này nó sẽ dính, bạn muốn nói như thế nào tùy bạn, nhưng mà mình thì theo mình thì mình cứ nói 3 với lại chân 8 với chân 16 để cấp nguồn dương các bạn ha. Ok. Chúng ta tiếp tục. Nói chung không có gì là dễ dàng đâu, tại vì mình làm cái này cũng quen tay đó các bạn ơi. Rồi, chúng ta thấy rõ ràng là để hàng hai con linh kiện cũng không khó khăn. Và chúng ta hàng tiếp là chân số 3 vào chân số 14. Nhưng mà để như vậy thì chúng ta sẽ nếu chúng ta hàng bên đây qua bên đây thì nó cái mạch người ta sẽ gỡ lên được. Chúng ta sẽ hàng chân 3, chúng ta sẽ nối với chân 14 bên đây bằng một cái sợi ống gen hay gì đó để chúng ta sẽ chắc chắn cái mạch này sẽ không bị lông ra. Chúng ta sẽ khóa cái mạch ra luôn. Bên chân 3. Rồi, đây chân 3 và chân số 10 mấy. Chân 3 chúng ta sẽ nối với chân số 14. Ok, đây 14, đây 16, 15, 14. Như vậy là nó sẽ nối với chân này. Thì chúng ta sẽ nối qua.
Và chúng ta nên nhớ rằng phải an toàn để khi nó có sự chậm chạp gì cũng cũng không sao. Chúng ta sẽ nối vào một cái đoạn ống nghe đây, chúng ta xỏ vô rồi chúng ta an toàn. Rồi như vậy là chúng ta tạm ổn trong cái này các bạn ha. Rồi chúng ta nhìn kỹ rồi, ok, chúng ta không còn chậm chạp, đồng thời chúng ta cũng giữ được cái mạch chúng ta rất là chắc chắn. Rồi chúng ta sẽ cho cái ống ghi này hút lại, đục lại. Cái mạch này mình cũng làm rất nhiều lần và học trò cũng làm rất nhiều lần à, cho nên các bạn không phải nghi ngờ cái vấn đề chất lượng của cái mạch này. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục là chúng ta sẽ hàn những cái chân nguồn này kia. Đây cái mạch như vậy rất là nhỏ gọn các bạn, một cái mạch vô cùng nhỏ gọn, chỉ có giá thành là 6.000 hoặc là 5.000 đồng thôi, thì chúng ta có thể giả được cho một con rắc cửa của máy giặt Toshiba một cách hoàn hảo. Mình đã thử rất là nhiều lần và thí nghiệm trên rất nhiều loại phiên bản và chúng ta đã thành công rất là tốt. Thì việc cuối cùng chúng ta chỉ là hàn những sợi dây ra thôi. Như các bạn thấy, nếu mà có delay thì chúng ta sẽ hàn delay, chúng ta sẽ làm cái delay như thế này đây, gắn trên đây luôn hoặc là gắn trên đây, tùy các bạn thích, muốn gắn đâu cũng được cả các bạn ha. Thì nếu mà các bạn muốn gắn đây thì gắn, các bạn muốn gắn sau cũng được cả, nhưng mà mình sẽ hàn dây cho các bạn. Chúng ta còn thiếu một con chanh xì to, thì chân B của chanh xì to con này còn con C1815 thì các bạn mua cũng rất là rẻ tiền. Bắt đầu là chân số 2 của nó đây, chân số 2 của nó đây. Đây chân số 2 của IC. Ở chúng ta sẽ hàn ra. Cho miếng chì ha các bạn ha. Làm vô cùng chậm rãi các bạn. Các bạn có thể làm theo mình, theo hướng dẫn của mình các bạn ha. Chân B của chúng ta, chân này chúng ta sẽ vô chân B chân xịt đó. Đây là chân B. Các bạn đọc chân B CE này rất là dễ các bạn ha. Nếu chúng ta để như vậy, chúng ta không biết là chân nào chân, BCE chúng ta cứ đọc như này các bạn. Em có bầu. Đúng không? Đấy, em có bầu. Thì như vậy là chúng ta biết được BCE đúng không? Đấy, em có bầu, đây là bầu nè, B nè, đúng chưa? Chúng ta hàng vô B.
Rồi. C này chúng ta sẽ vào relay về vô 12V. E này chúng ta sẽ nối số mát. Một số nơi thì có thể đặt cho các bạn những cái mạch in, nhưng mà mình làm sao đó cái phương hướng các bạn càng nhỏ gọn càng tốt. Mình cái mạch in thì cũng tốt thôi, cũng sẽ thôi cho các bạn làm được thôi, nhưng mà mình luôn luôn hướng cho các bạn những cái mà thật không tốn tiền, những cái thật rẻ tiền để các bạn làm, để các bạn sẽ đỡ được chi phí như vậy thôi, chứ còn ngoài ra cũng chẳng có phương hướng nào khác hết. Để như vậy thì chúng ta sẽ có chân BCE, chúng ta đi chân C, chúng ta sẽ nói là điều này. Rồi. Như vậy thì chúng ta tiếp tục cho một cái ống gen nhỏ nữa. Các bạn có thể là theo như các bạn thì các bạn có thể là dùng một miếng keo nhựa, các bạn có thể là gắn lên đây, mình thử xem, mình cũng chưa thử miếng keo nhựa này lần nào cả. Không phải rồi, cái này bé đâu rẻ. Chúng ta gắn cái tờ le lên. Chúng ta có thể gắn cách nào tùy các bạn, nhưng đây là cái phương án của mình. Và cộng đồng thì mà các bạn xem, các bạn có thể bình luận này kia.